lớp 46, vì sao việc làm ô tô không tạo kho dữ liệu ứng viên? Chào các bạn, thì hôm nay mình sẽ trả lời một số câu hỏi mà nhiều bạn thắc mắc. Đầu tiên đó là câu hỏi là tại sao mà mình không tạo ra một cái database để các bạn điền thông tin vào và gửi cho các nhà tuyển dụng khi mà họ có nhu cầu. Thì cái việc mà nhà tuyển dụng họ có nhu cầu tuyển dụng, cái việc đầu tiên của họ là phải lọc được hồ sơ trước khi mà gọi các bạn đến để phỏng vấn. Thì cái việc lọc hồ sơ này họ sẽ dựa vào cái cách ứng tuyển của các bạn, cách nộp hồ sơ và cái hồ sơ của mỗi người. Cái cách ứng tuyển thì các bạn biết rồi đó, là mail hay là đến trực tiếp công ty, và cái các bạn nào chủ động liên lạc với họ. Còn hồ sơ thì có cái cách các bạn viết CV này, và hồ sơ có đầy đủ hay không, bằng cấp trình độ của mỗi người, và cái cốt lõi nữa là đó là kinh nghiệm làm việc. Thì mình sẽ so sánh giữa cái ứng viên chủ động và cái một ứng viên bị động. Một ứng viên bị động thì cứ tạo ra một cái database, các bạn nhập vào thông tin vào và ngồi đó đợi người ta gọi đến. Và một cái ứng viên chủ động vừa biết cách soạn CV, viết CV hay, vừa biết viết mail đến nhà tuyển dụng, lại chủ động trực tiếp liên lạc với họ. Thì các bạn sẽ chọn ai? Mình cứ đặt trường hợp vào mình là người tuyển dụng đi. Và cái điều kế tiếp đó là nếu mà tạo ra một cái database có thông tin cá nhân, thì những cái người truy cập được vào đó, người ta cũng có thể là lấy được cái database đó. Và khi mà lấy được cái database đó thì họ có thể là bán cho người khác, những con người buôn bán để làm telesale này, rồi hay là đăng ký những cái ad hay gì đó, lấy thông tin của các bạn, rồi hack cái tài khoản ngân hàng hay gì đó. Và một điều nữa là những cái bạn mà hay đi vay tín dụng á, là thường nó sẽ có yêu cầu ghi năm số điện thoại người thân. Và khi ghi sao vào đó, nếu mà cái người mà vay tiền không trả, thì cái bên tín dụng họ sẽ gọi điện thoại hăm dọa, nhắn tin đe dọa, yêu cầu cái người vay đến đóng tiền. Nhưng mà các bạn nhiều khi chả quen biết gì tới người vay tiền cả. Cái điều mà để lộ thông tin cá nhân lên bay rất là nguy hiểm. Vì thế thì mình, vì cái lý do này thì mình cũng chả muốn là để các bạn tạo ra một cái database rồi các bạn điền thông tin vào. Rồi cái việc thứ hai mà các bạn hay nhờ đó là đăng bài cho sinh viên mới ra trường hay là đang tìm việc làm, rồi ghi thông tin cá nhân lên. Mình thường là mình đăng một hai bài hoặc là mình xóa luôn, mình không đăng. Có cái lý do thế này, đó là lý do đầu tiên, đó là lộ thông tin của các bạn. Cái lý do thứ hai là nhà tuyển dụng chuyên nghiệp họ thực sự là sẽ không bao giờ tuyển những cái bạn mà nhờ mình đăng lên như vậy. Cái điều đặc biệt nhất của mình muốn nói tới là mình tạo ra cái bài này, mình mong anh em chủ động đi tìm việc. Và mình chỉ rất là nhiều về cái cách tạo CV, cách viết mail hay là cách ứng tuyển có hồ sơ mà vượt trội hơn những người khác. Thì mình chỉ mong là những bạn đang theo dõi bay sẽ cố gắng hơn để mà có được việc làm tốt, rồi phát triển sự nghiệp của mình. Chứ còn nếu mà còn theo dõi bay mà cứ phải nhờ mình để đăng tin này nọ tìm việc làm á, thì thật sự là các bạn không có tiến bộ. Điều cuối cùng mình muốn nói là tại sao mà mình viết tông là cho cần mà không cho con cá. Là có rất nhiều anh chị tuyển dụng nhờ mình kiếm người, nhưng mà mình không chỉ đích thân cái hồ sơ nào hết. Bởi vì thứ nhất là các bạn giới thiệu một người thì bạn phải chắc chắn cái người đó là có khả năng,
Còn bây giờ nếu mà mình không biết gì về bạn là bạn nhờ mình gửi hồ sơ vào mà các bạn làm không được việc thì cuối cùng mình là người mang tiếng là điều nhất. Điều thứ hai á là nếu mà các bạn không cố gắng phát triển bản thân, không chủ động lên thì các bạn đi làm việc cũng không được gọi là hoàn hảo. Nên thì mình giới thiệu đến nhà tuyển dụng thì sau này họ cũng trả nhà tới mình nữa đâu. Mình không muốn như vậy. Để theo dõi các video hay cũng như ủng hộ admin Khoa Xóa Điền, các bạn vui lòng like, share video, nhấn subscribe kênh Việc Làm Ô Tô Vlog. Từ khóa là Việc Làm Ô Tô Vlog các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.